thể lệ. Có thấy gì không em? Có thấy không? Thật không? Số mấy đây? À đúng rồi, không thấy. Và bây giờ chú rể sẽ phải thực hiện thử thách, đó là không phải bịt mũi đâu. Không, à, trong quá trình yêu nhau thì em thích bộ phận nào của cô dâu nhất? Môi ạ. Môi à? À, vậy thì ở phần tay thì em sẽ thích sờ vào phần nào nhất? Phần bàn. Bàn tay à? Trong lòng bàn tay. À, trong lòng bàn tay. Vậy là cái đặc điểm gì trong lòng bàn tay của Như Ý mà khiến em lại cảm thấy thích như vậy? Rất là dày. À, dày à? Dày trai á hay sao? Dày, dày có nghĩa là nó dày như thế này. Vâng, đùa vậy thôi. Dày, à, dày là nhiều tiền rồi các bạn. À đúng. À nhiều thịt rồi. Bây giờ sẽ là thử thách dành cho em. À các bạn ơi, các bạn chịu hòa đứng ở đây một chút để chúng ta chứng kiến nhá. À xin mời em sẽ đứng ra phía này. Đúng rồi, đúng rồi. Đây là đội trai. Đây là đội con trai nhá. Và đây là đội cô dâu ạ. Và bây giờ chúng ta xin mời cô dâu và các bạn sẽ đứng thành một hàng ngang như thế này. Chúng ta sẽ đứng thành một hàng ngang như thế này. Rồi. Bây giờ sẽ là thử thách sờ tay đoán người. Như chú rể đã bật mí, đó là chú rể thích sờ vào lòng bàn tay của cô dâu. Vì bàn tay của Như Ý rất là dày, rất là ấm áp và rất là mềm mại đúng không? Vậy thì bây giờ sẽ là giây phút em nhận ra người vợ của mình thông qua cái hành động đấy là sờ lòng bàn tay, đồng ý không? Vâng ạ. Rồi, xin được cảm ơn âm nhạc nhỏ xuống một chút ạ. Bây giờ sẽ là tay đầu tiên, bàn tay đầu tiên ạ. Các bạn yên lặng nha, các bạn cực kỳ yên lặng giúp tôi ạ. Phải không? Không ạ. Dứt khoát à? Vâng. Không được chọn lại đâu đấy. Vâng. Rồi, cô gái thứ hai ạ. Rồi, xin mời lòng bàn tay nhá. Chỉ được chờ vào lòng bàn tay thôi. Không phải à? Rồi, cô gái thứ ba. Mọi người ơi, mọi người yên lặng nha. Không được, à, không được phát tài liệu đâu đây ạ. Đúng không? Đừng có nghe đại địch nhá. Các anh ế cả, các anh đang ế cả đấy. Không phải ạ? Không phải à? Chắc chắn nhở. Bây giờ sẽ là bàn tay của cô gái số 4. Phải ạ? Phải ạ? À. Này, nếu mà nhận rồi bạn có lựa chọn khác không? Không ạ. Nếu mà phải là phải hôn cái cô ấy đấy. Vâng. Sai thì sao? Sai thì chịu. Mọi người yên lặng nhỉ. Và bây giờ chưa hết, đang còn một cô nữa. Rồi, xin mời em. 6 cô cơ mà, bây giờ mới có 5 cô thôi. Rồi. Mọi người ơi, yên lặng nhá, yên lặng. Nào, không được, không được để trò chơi vui thì sẽ không được nhắc bài. Phải ạ? Vâng, không phải ạ. Thế thì xin mời cô gái thứ 6 nào. Đây. Yên ạ. Ô, thế sao mà có 6 cô mà 2 cô phải thì làm sao? Thì 2 cô là 1. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ... Bạn thấy phải môn cô ấy. Đây chắc chắn không phải vợ bạn không? Phải ạ. Có phải Như Ý không? Sở tay bao nhiêu lâu rồi? Sở tay 3 năm rưỡi. 3 năm rưỡi sở tay. Và bây giờ thì xin được mời chú rể. Không được lựa chọn lại nhá. Chắc chắn chưa? Chắc chắn. Thật không? Thật ạ. Sở thêm lần nữa, cho sở thêm lần nữa này. Không, sở thêm cho chắc chắn nào. Tay đây, tay đây, tay, sở lại đi. Không phải. Bây giờ nhá, bây giờ bạn sẽ phải hôn cái người con gái mà bạn nói là Như Ý đấy. Được sờ tay không ạ? Thế sao bảo là không được, không cần sờ tay nữa? Không, như biết đâu trao đổi thì sao? Không bao giờ trao đổi hết, không bao giờ trao đổi hết. Và bây giờ thì xin được mời cô gái này sẽ hôn Thanh Tuấn. Và bây giờ sẽ là người vừa trao đổi hôn cho chú rể sẽ được bật mí ngay bây giờ. Thế nào ạ? Tôi bảo rồi. Bây giờ làm sao đây ạ? Em nghĩ là không phải. Không phải cái gì cơ? Không phải nụ hôn hay không phải bàn tay ạ? Không phải, không phải là em chọn đúng rồi nhưng mà lại thay thế một người khác. À, sao lại thay thế được một người? Có phải thay thế không nhỉ? Vừa rồi, vừa rồi. À,
đủ dậy, khai mau. Bà biết nước à? Bà biết nước à? Bà biết nước ơi, bà biết nước à? Là bạn vừa rồi đúng không ạ? Đúng rồi. À thế bạn vừa rồi là bạn đã hôn đủ dậy rồi thì tại vì chú rể cứ khẳng định bạn là bàn tay vừa rồi bạn thấy hôn này vừa rồi như thế nào, có ngọt không ạ? Mặn. Ôi mặn, mặn thật đấy chứ. Rồi, chị đùa em trước rồi. Rồi vừa hôn em ấy chính là lưu ý lại ôm cô ấy đi ạ. Vâng, giữa hàng triệu người, giữa hàng biển người, con gái khác nhau, nhưng mà tâm thế của chú rể thì chúng ta luôn hướng về người vợ của mình. Với những sự quen thuộc chỉ bằng lòng bàn tay tôi đã cảm nhận được rồi. Và chúc cho em sẽ luôn cảm nhận người bạn đời của mình một cách rõ ràng như thế nhá. À, bây giờ thì có thể nói một chút gì với Thanh Tuấn không? Thật ra là một trong những điều em thích nhất là em thường ngày xưa tức là mới yêu nhau ấy thì em từng có trách bạn trai em một câu là anh chồng em có một thói quen nữa là ra ngoài đường thường phải không nắm tay em đấy. Lúc mới yêu nhau thì chồng em rất là ngại, gọi là kiểu rất là ngại, không muốn thể hiện tình cảm trước mặt người ngoài. Nhưng sau em nói anh một câu là thật ra là anh em mình yêu nhau và rất là đàng hoàng đến với nhau, rất là trong sáng. Anh em mình nếu có nắm tay nhau thì có việc gì đâu mà lại phải là kiểu là phải ngại ấy. Nên là từ đó trở đi để anh Tuấn nhà em được thay đổi. Và từ đó trở đi là đi đâu, làm gì, anh luôn luôn là nắm tay em và cùng em đi. Bây giờ là chắc là đi hết cuộc đời còn lại anh ạ. Vâng, có thể nói rằng những lời chia sẻ rất là thật tình. Và đó cũng chính là những cái khoảnh khắc mà hai bạn nhớ lại những thời các bạn yêu nhau. Trên đời này không ai sinh ra đã là hoàn hảo cả hai em ạ. Mà chúng ta trở nên hoàn hảo với một phiên bản tốt nhất của bản thân mình vì chính những người mình yêu. Và Thanh Tuấn với những cái điều đó, với những tình yêu dành cho em thì anh ấy đã thay đổi bản thân mình rồi. Và bây giờ là có một vị khách, ai đây hả cậu? Vâng ạ, chúng ta kính thưa quý vị, chúng ta chào đón một cán bộ công an nông cống hiện nay chưa có người yêu theo như lời giới thiệu của cậu Năm. Và bây giờ thì anh ơi, anh tên gì nhỉ? Em tên Tuấn Anh ạ. À, anh Tuấn Anh thì hiện tại anh bao nhiêu tuổi ạ? 27 tuổi ạ. 27 là sinh năm 95 ạ. 95. Các bạn này chắc là sinh năm mấy các em nhỉ? 2000 ạ. À? Năm rưỡi mà ăn quý vị ạ. Vậy thì bây giờ thì chúng tôi xin được cảm ơn các bạn nam và bây giờ các bạn nữ ở lại sân khấu. Như ý và Thanh Tuấn ơi, bây giờ hai em mới đến nhiệm vụ của hai em này. Hai em với sự dẫn dắt của cậu thì cán bộ công an Đông Cống đã có mặt tại sân khấu rồi. Và bây giờ hai em sẽ có nhiệm vụ là phải gieo duyên cho anh ấy bằng đường trong buổi tối đây. Gieo duyên nhá, xin mời Như ý xuống kia lấy bó hoa cưới lên đây cho chị. Đúng rồi. Nhanh. Bây giờ sẽ là giây phút quyết định.